ngậm miệng này, hít vào mũi này, hít tối ra cho phở phổi mình nó nở ra, các phế nang nó giãn ra. Với những kinh nghiệm tích lũy được khi hỗ trợ điều trị người bệnh COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh trở về, Thiếu tá, tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Học viện Quân y, là người đã khởi xướng thành lập nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà. Các em không khi điều trị tại nhà thì rất là thiếu thốn các thông tin. Đó, do đó thì là khi mà quay trở về và khi Hà Nội bùng dịch trở lại thì mình đã có cái ý tưởng là sẽ phải lập một cái nhóm để làm sao để hỗ trợ được cho nhiều người hơn. Chỉ sau một thời gian thành lập, nhóm bác sĩ quân y đã hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà cho hàng chục nghìn thành viên là các F0, người nhà chăm sóc F0. Đặc biệt, nhóm còn có sự tham gia của hơn 30 y bác sĩ khác cùng đồng hành, hỗ trợ bệnh nhân. Nhờ vậy, rất nhiều bệnh nhân đã được hỗ trợ về mặt thông tin, an tâm điều trị tại nhà. Những người bệnh không may mà mắc phải cái dịch COVID-19 này, thì mình hy vọng có thể giúp đỡ một chút cho cộng đồng để giảm những cái tâm lý cho những F0 tại nhà, giảm được cái gánh nặng cho những cái cơ sở y tế. Ngoài bảo đảm công việc tại bệnh viện, công việc gia đình, mỗi ngày một bác sĩ trong nhóm có thể tiếp nhận từ 30 đến 50 cuộc điện thoại. Và để có thể bảo đảm túc trực 24/24, kịp thời tư vấn online, họ đã phải sắp xếp, phân chia thời gian hợp lý. Hàng ngày là phải họp nhóm, phân công nhau ra là ai phụ trách việc này, ai phụ trách việc kia. Cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa, là để phân chia các F0 ra, tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau. Và chúng tôi sẽ phân chia các bác sĩ duyệt bài và phản hồi ngay trên cái group đó. Tuy nhiên, đối với những cái trường hợp mà cần phải điều trị, cần phải kê đơn cụ thể, thì chúng tôi sẽ kết nối qua số điện thoại để khám bệnh nhân cụ thể hơn. Mặc dù phải chịu nhiều áp lực vất vả hơn, nhưng niềm vui của những chiến sĩ quân y đó chính là sự hồi phục của các bệnh nhân.